Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Hải Trung Kim, ngày Giáp Tý, tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Hải Trung Kim, kỷ tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần và Canh Thân. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Bạch Hổ kỵ về an táng. Và đặc biệt đó, ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Theo tử vi Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, thương quan tác động, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Bản mệnh có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mà mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình hình hiện tại. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại như vậy, nhất là trong tình huống hiện tại như bây giờ, bạn cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Đừng có để cho những kẻ xấu, những kẻ tiểu nhân có ý đồ hãm hại mình và có cơ hội đắc ý. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á, lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở những người già và những người làm công việc ở bàn giấy. Bản mệnh nên vận động phù hợp với thể trạng và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chán nản, cảm thấy muốn từ bỏ những việc mà mình đang làm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần phải cẩn thận hơn trước khi đưa ra những quyết định trọng đại. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nên hành động theo cảm xúc nhất thời. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, vận động hợp lý hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 50, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, cho nên với bạn đang có được sự ổn định, bạn tìm ra được phương pháp để giải quyết những vấn đề hợp lý nhờ biết cách lắng nghe những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc là đồng nghiệp đưa ra. Bên cạnh đó, bạn luôn cẩn trọng khi làm bất cứ công việc gì nữa. Về cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng có được sự hài hòa, giúp cho bản mệnh gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu có thể cùng nhau cố gắng sẽ đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, nhắc nhở bạn tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp của mình nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Và với bạn tuổi Sửu nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển được suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được người đi trước giúp đỡ, giải quyết những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, gặp được người có cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, gặt hái được nhiều thành công. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 48, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những ai làm những công việc tự do, kinh doanh buôn bán, bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như đã chăm chỉ và quyết tâm trong các công việc làm thêm. Và với bạn tuổi Dần, bản mệnh là con giáp vui tính, thông minh và rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý, ý thức được tật xấu của mình hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo bởi điều đó sẽ khiến cho bạn dễ mắc phải những sai lầm. Bạn cần phải khiêm tốn hơn để nhận ra và học được những điều hay từ mọi người nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Dù là nam hay là nữ, bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng bất cứ ai. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được cơ hội phát tài từ những công việc làm thêm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã cố gắng không ngừng nghỉ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên ba hoa, khoác lác. Về bản thân, hãy khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc biết chăm lo cho gia đình,
không đẩy trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, có trách nhiệm với người thân. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy với bà tuổi Mão đang phạm phải cục diện ngũ hành tương hình, cho nên bà tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Vì bỏ ngoài tai những lời khuyên của những người khác, cho nên bạn mệnh tuổi Mão sẽ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Bạn cần phải chú ý hơn trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn muốn góp ý, bạn mệnh không nên lên án quá mạnh mẽ những lỗi sai do sơ suất của người khác, mà bạn hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe và không mang lại tác dụng cần thiết. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy với bạn cũng đang có được sự may mắn của một người vợ hoặc người chồng rất tâm lý và luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của mình. Vì vậy mà bạn không nên giữ những điều khó chịu ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần được nhẹ nhõm hơn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, dễ gây mất lòng người khác, nói lời khó nghe. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, chú ý cách ăn nói và cư xử để được lòng mọi người hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 60, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trong ngày chủ nhật 16 tháng 5 năm 2021 này, tử vi cho thấy nhờ có tam hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi Thìn đang cảm thấy có được sự hăng hái mỗi khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bạn mệnh cần phải tìm cách để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài, chứ không nên cả thèm chóng chán. Với bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn hãy nhớ rằng để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu như bạn luôn bỏ dở mọi công việc giữa chừng thì bạn sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và khiến cho người đặt niềm tin vào bạn thất vọng nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khủy khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn và nửa kia có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Và mỗi khi có vấn đề xuất hiện, bạn cần phải bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, không nên bỏ cuộc giữa chừng, hãy kiên trì hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nên rèn luyện tính kiên trì nếu không muốn người khác thất vọng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mối quan hệ vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, không nên vội tin theo lời người ngoài. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 28, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường,
màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tý, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cho nên với bạn tuổi Tỵ có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, dù tình huống phải đối mặt có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu như bạn bị kích động, hành động nông nổi thì tức là đã rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tỵ nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là sở thích cá nhân. Tiền bạc cũng chỉ là vật chất ngoài thân, dù mất rồi cũng có thể kiếm lại được, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp lại. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa đạt được thành công lớn trong công việc, nghệ thuật, nghiên cứu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc rèn luyện khả năng làm việc nhóm, mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim quan tâm hơn tới gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 22, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này đang gặp ngày có ngũ hành Tý Ngọ tương xung, điều này cho thấy bạn tuổi Ngọ trở nên rất nóng nảy, bạn khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, cho nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc là ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Ngọ ngày chủ nhật này, nếu như bạn đang còn độc thân, có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm tới mình. Tuy nhiên, dường như đa số đều có mục đích riêng khi tiếp xúc với bạn, vì tốt nhất là bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách vừa phải với họ. Xem tử vi ngày tốt xấu, hôm nay là ngày không thích hợp để cho bạn tuổi Ngọ xuất hành đi xa hay là khai trương. Vì vậy, bạn tuổi Ngọ không nên thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước hay là thực hiện những công việc quan trọng. Ngày này cũng là ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Với bạn tuổi Ngọ xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn cho mình ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không biết tiết chế cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý của người khác phái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ nên giữ khoảng cách với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc không nên thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch sẵn hoặc là công việc trọng đại ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này sẽ gây ra tác động xấu cho bạn tuổi Mùi, đặc biệt là ở những lĩnh vực sự nghiệp. Với những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến cho bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ đợi cơ hội sự nghiệp. Nhiều sự cố có thể xảy ra bất ngờ với bạn ngày hôm nay nữa. Trong gia đình, với những quan điểm không thống nhất được với nhau khiến cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi và người thân trở nên không được mấy hòa hợp. Và để giải quyết tình trạng trên, cả hai người đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia nhiều hơn. Và ngày này với bạn tuổi Mùi ạ, nếu như có ý định xuất hành đi xa, bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng tốt giúp cho công việc của bạn trở nên được suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân cần phải chú ý trong mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, với những điều không như ý muốn có thể xảy đến bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng có nhiều ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận với các mối quan hệ xã giao. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 49, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân và gia đình đang vô cùng là hòa hợp. Bạn tuổi Thân luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên. Và với bạn tuổi Thân cũng có thể lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm đôi bên, không nhất thiết phải ra ngoài mà có thể tổ chức ngay trong gia đình của mình. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm vợ chồng càng ngày càng thêm phần gắn bó hơn. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, mang lại cho bạn có những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của bạn. Bạn tuổi Thân có thể vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của bạn bè, đồng nghiệp. Bạn hãy giữ quan điểm vững vàng, đừng có nên nghe theo ai nói ngả nói nghiêng. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa luôn cố gắng thấu hiểu nửa kia dù có vấn đề gì xảy ra. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên hâm nóng tình cảm gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim giữ vững lập trường, đừng nên nghe ai nói ngả nói nghiêng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 40, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có điềm báo, không nên chủ quan trong công việc, do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tương phá. Nếu không chú ý thì rất có thể những công việc tưởng chừng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp phải trở ngại bất ngờ, khiến cho bạn phải tốn thời gian để giải quyết.
Và với bạn tuổi Dậu, bạn có biết những điều không muốn xảy đến với mình một phần là do bàn tay của những kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn mệnh tuổi Dậu cần phải quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý đồ xấu. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Dậu, dù công việc có gặp phải khó khăn trắc trở đến đâu đi nữa, bạn cũng không nên giấu giếm ở trong lòng mà nên chia sẻ tâm sự với nửa kia hoặc là những người đáng tin cậy. Nhiều cái đầu luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một cái đầu và đây cũng là thời điểm để cho mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm phần gần gũi, gắn kết hơn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chú ý kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây trở ngại cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết sao cho thích hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên giấu mọi chuyện trong lòng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với nửa kia hoặc là người đáng tin cậy nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, 4 sao. Con số may mắn số 26, số 33, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Ngày chủ nhật 16 tháng 5 năm 2021 này, xem tử vi chỉ ra rằng thổ khắc thủy, mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tuất trong ngày này không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi cho mình. Bạn cần phải giữ khoảng cách với họ để tránh xa những rắc rối xảy ra. Với bạn tuổi Tuất trong ngày này cũng cần phải quan tâm hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. May mắn là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, bạn đừng có sợ khi phải đối diện với những khó khăn. Bạn mệnh có thể coi đó là cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân, từ đó đặt ra những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp của mình về sau. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, xung quanh có nhiều kẻ giả tạo. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên áp đặt những suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, không nhận được sự đồng tình của mọi người trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy suy nghĩ lại những điều mà mình đã làm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 32, số 44, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Với bạn tính hiền hòa, tốt bụng, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Bạn luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người nữa. Và bạn mệnh tuổi Hợi trong ngày này còn có được cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Nếu bạn đang còn mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp cho bạn những hướng đi thích hợp, đồng thời có những phương án giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng ở bạn. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy vượng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn.
tập thể dục, thể thao là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc có cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có phương hướng chính xác cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.